Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin Giáo phận Phú Cường. Tin giáo hội, Đức Hồng Y Sara, Thánh lễ không phải là chương trình truyền hình. Trước việc ngày càng nhiều thánh lễ được quay video trực tiếp, đôi khi làm cho con người chỉ quan tâm đến tính chất trình diễn mà không chú trọng đến tính thánh thiên của việc thờ phượng. Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích đã lên tiếng cảnh báo về điều này. Trong một bài viết được đăng trên trang web của Nhật Báo Infonzio ra ngày 8 tháng 5 năm 2020, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích một mặt nhìn nhận điều hữu ích trong việc quay thánh lễ trực tiếp trong đại dịch, nhưng mặt khác, Đức Hồng y cũng đưa ra những lời nhắc nhở cho các tín hữu. Thứ nhất, tính chất tôn nghiêm của việc thờ phượng. Theo Đức Hồng y Sara, việc nhiều thánh lễ được quay video trực tiếp có thể chỉ nhấn mạnh đến tính trình diễn và tìm kiếm cảm xúc của con người. Đức Hồng y cảnh báo, cám dỗ có thể xảy đến đó là tìm mọi cách để làm cho việc cử hành trở nên thân thiện và hấp dẫn và làm cho phụng vụ trở thành một công việc giáo dục và hiệu quả và đem lại lợi nhuận. Đức Hồng y nhắc lại rằng linh mục là một khí cụ để cho Chúa hiện diện, không được tìm kiếm thiện cảm của cộng đoàn bằng những thái độ cử chỉ như thể cộng đoàn là người đối thoại chính. Theo nghĩa này, sự cách ly xã hội làm cho linh mục cảm thấy mình bị thiếu giáo dân để nhận ra rằng cử hành thánh lễ vẫn được hướng đến Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế, đây là dịp giúp các linh mục kinh nghiệm tính chất thánh thiên của thờ phượng. Thứ hai, thần tượng của máy quay phim. Đức Hồng Y nhấn mạnh việc thờ phượng không nhằm mục đích thu hút khán giả với sự trợ giúp của máy quay phim, nhưng được dẫn dắt và hướng về Thiên Chúa, do đó thánh lễ được truyền trực tiếp về lâu về dài sẽ đi xa đến mức làm hại sức khỏe tâm linh. Linh Mục thay vì nhìn vào Thiên Chúa thì lại nhìn vào một thần tượng, đó là máy quay phim. Cũng một cách như vậy, Đức Hồng Y nhấn mạnh thêm, còn chú ý đến tính hiệu quả được tạo ra từ việc sử dụng Internet, thường được đánh giá số lượng lượt xem, việc thờ phượng xa lạ đối với thang giá trị này. Vatican sáng kiến liên đới của biệt thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo trong đại dịch. Mỗi ngày, người nghèo ở Roma nhận được 200 lít sữa tươi và sữa chua đến từ biệt thự Giáo hoàng Castle Gandolfo. Chính Đức Hồng y Corras Krzyski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, nhận những sản phẩm này tại Vatican trước 7 giờ sáng. Giám đốc biệt thự Giáo hoàng giải thích chúng tôi đang thực hiện sáng kiến liên đới này nhằm giúp đáp lại lời kêu gọi của đức thánh cha từ khi bắt đầu tình trạng khẩn cấp do đại dịch gây ra đức thánh cha luôn nhắc nhở chúng ta không được để người nghèo cô đơn cung cấp một phần sữa được sản xuất mỗi ngày từ trang trại của đức thánh cha là một dấu chỉ rất cụ thể để đáp ứng lời mời gọi của đức thánh cha không khép kín nhưng mở lòng quảng đại cho những nhu cầu của người nghèo và người cô đơn đặc biệt trong thời điểm khó khăn này. Giám đốc thổ lộ, thực tế, chúng tôi bắt đầu cung cấp sữa trước ngày 13 tháng 3, ngày kỷ niệm năm thứ bảy triều đại của Đức Thánh Cha. Đối với chúng tôi, không có món quà nào quý giá hơn cho Đức Thánh Cha, đó là tiếp tục phục vụ cho những người nghèo cần sự giúp đỡ huynh đệ. Mỗi ngày, trang trại sản xuất khoảng 800 lít sữa, một nửa trong số đó được bán cho siêu thị Vatican, phần còn lại được chế biến thành sữa chua và các sản phẩm khác và tất cả được bán tại Vatican. Tin giáo hội Singapore Tổng giáo phận Singapore bác bỏ việc cử hành các bí tích hôn phối trực tuyến Tổng giáo phận Singapore đã bác bỏ khả năng cử hành và chứng nhận một hôn nhân công giáo thành sự khi được cử hành trực tuyến. Tổng giáo phận Singapore khẳng định không có một nghi lễ hôn phối trực tuyến. Bí tích hôn phối chỉ thành sự khi được cử hành trước sự hiện diện của linh mục, đôi tân hôn và các nhân chứng. Tổng giáo phận Singapore đã xác định rõ điều này trong một thông cáo sau khi một luật mới được giáo hội nước này thông qua. Vào ngày 5 tháng 5 vừa qua, đưa ra các biện pháp tạm thời cho việc cử hành và đăng ký kết hôn dân sự. Theo luật này, trong đại dịch Covid-19, các đám cưới dân sự có thể được tiến hành thông qua một liên kết video trực tiếp của các đôi vợ chồng, các nhân viên nhân sự và các nhân chứng. Tuy nhiên, Giáo hội tại Singapore khẳng định bí tích hôn nhân không thể được cử hành trực tuyến. Trong khi nhìn nhận tính chất đặc biệt của điều khoản trong trường hợp khẩn cấp hiện tại của virus Corona, Tổng Giáo phận Singapore tái khẳng định tầm quan trọng của sự hiện diện thể lý của những người cử hành các bí tích, bao gồm cả bí tích hôn nhân, dưới ánh sáng của giáo luật và các giáo huấn thần học và mục vụ giáo hội về vấn đề này được tái xác nhận vào ngày 17 tháng 4 bởi Đức Thánh Cha Francisco. Giáo hội các bí tích, dân Chúa là cụ thể, việc cử hành bí tích hôn nhân trực tuyến sẽ không được phép. Thông cáo của Tổng Giáo phận giải thích Mục tiêu của chúng tôi là giúp các cặp vợ chồng cử hành bí tích này, trong khi tuân thủ tất cả các chỉ thị về y tế và các biện pháp giữ khoảng cách xã hội được thực hiện bởi các cơ quan y tế của chúng ta. Bởi vì để một nghi lễ hôn nhân công giáo hợp pháp theo giáo luật, còn có sự hiện diện của các cặp vợ chồng, hai nhân chứng và linh mục. <laughs> Tin Giáo hội Việt Nam Ba bạn trẻ điêu khắc Đức Thánh Cha cầu nguyện trên bãi biển Nam Định Hình ảnh Đức Thánh Cha cầu nguyện dưới chân Thánh Giá trong buổi cầu nguyện ban phép lành UBSOB ngày 27 tháng 3 được thể hiện một cách mới lạ trên các. Hôm 1 tháng 5, được gợi hướng từ buổi cầu nguyện và nhận phép lành UBSOB của Đức Thánh Cha trước tình trạng khẩn cấp của đại dịch COVID-19. Ba bạn trẻ công giáo đã điêu khắc trên bãi cát, hình ảnh đầy cảm động, Đức Thánh Cha đứng dưới chân Thánh Giá phép lạ trong buổi cầu nguyện tác phẩm được thực hiện trên bãi biển thuộc thị trấn Rạng Đông, được. huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định với kích thước bề ngang 4m, bề rộng 5m và tượng Đức Thánh Cha cao 2,5m bởi ba nghệ nhân trẻ công giáo thuộc giáo phận Bùi Chu. Thứ nhất, Doan Trần Nhất Nhất, giáo xứ Xuân Dương, Doan Nguyễn Văn Sơn, giáo xứ Quỷ Nhất và Doan Lại Văn Trình, giáo xứ Quỷ Nhất bạn Văn Sơn cho Vatican News tiếng Việt biết về lý do thực hiện tác phẩm này. Vì chúng con muốn hình ảnh Đức Thánh Cha cầu nguyện cho nhân loại trong đại dịch COVID được tái hiện trong sự mới lạ và mong muốn rằng sự thích thú trước bao người truyền tải đi thông điệp mà mỗi cá nhân trong cộng đoàn đều hướng tới. Đừng quên cầu nguyện và đón nhận sự chở che của Chúa. Chính các bạn chờ đợi và tham dự buổi cầu nguyện và phép lành UBS ob hôm 27 tháng 3 một cách sốt sắng và qua truyền hình trực tiếp của Vatican News dù tại Việt Nam lúc đó là nửa đêm. Các nghệ nhân trẻ này cho biết họ vẫn đang xây dựng hoạt động nghệ thuật tôn giáo thường niên vào các ngày lễ lớn, được thực hiện trên các chất liệu khác nhau, điêu khắc là công việc thường ngày của các bạn, đặc biệt là về điêu khắc trong xây dựng tôn giáo. một điểm tin giáo hội hoàng vũ của trang thông tin giáo phận phú cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin lần sau